Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái phần mềm Sabo với cái máy nhiệt Bluetooth BT210 này để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì đối với cái phần mềm Sabo này các bạn, cái phần mềm này á là cái phần mềm miễn phí nha các bạn. Thì tuy nó miễn phí nhưng mà nó vẫn có những cái chức năng căn bản nha các bạn. Nó có báo cáo doanh thu nè, báo cáo lợi nhuận nè, quản lý tồn kho cho các bạn đầy đủ luôn nha. Rồi, cái form in hóa đơn thì nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Để một tí nữa mình sẽ in ra cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth kết nối qua điện thoại hoặc là laptop nha các bạn. Để in cái hóa đơn bán hàng. Thì cái máy in này sử dụng pin nha các bạn. Khi mà các bạn mua về á, các bạn tháo cái cục pin ra nè. Ở đằng sau á, mình có dán cái miếng dán để cái bảo vệ trong cái quá trình vận chuyển nha. Đó, các bạn tháo ra nè. Rồi các bạn gắn vào lại. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay giấy nha. Rồi một tay á, các bạn để ngón tay trỏ các bạn để đây nè, ngón tay cái các bạn chịu ở dưới. Rồi các bạn bật lên là sẽ mở lên nha. Nếu mà các bạn mở sai nó sẽ bung cái thanh này ra nha. Rồi bây giờ các bạn gắn giấy vào nha. Rồi máy đó đi kèm là một cuộn giấy nè, một củ sạc, là một cáp sạc, là một cái đĩa driver để cài cho máy tính hoặc laptop nha các bạn. Rồi giấy thì các bạn gắn như thế này ha, các bạn để vào nè. Cái đầu giấy nó sẽ hướng về phía bên mình nha. Rồi các bạn cho giấy nó lồi vào xíu xong các bạn đóng cái nắp lại, hai tay các bạn đè xuống nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái máy in này để các bạn biết được cái máy in này có hoạt động tốt hay không nha, hay là nó bị lỗi gì hay không. Thì các bạn tắt máy hoàn toàn luôn nha. Tắt máy. Rồi sau đó các bạn bấm hai nút liên tục nè. Rồi nó kêu hai tiếng beep, các bạn buông ra. Nó sẽ in ra một tờ giấy in test cho các bạn nè. Thì ở trên này nó sẽ hiển thị là cái version nè. Cái cổng giao tiếp nè, USB và Bluetooth nè các bạn. Ở đây nó có hiển thị cái mức pin nè. Thì để các bạn biết được khi nào mà máy hết pin các bạn sạc nha. Còn đây là cái tên Bluetooth của máy in nè, MTB nè các bạn. Và cái mã pin nè. Cái mã pin của 4 số 0 nè, để các bạn kết nối ghép đôi cho những cái điện thoại mà Android á. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái phần mềm Sabo để các bạn in cái hóa đơn bán hàng thử nha. Rồi thì để có cái phần mềm Sabo này á thì các bạn vào trong Sharklay á, các bạn cài cái phần mềm Sabo vào nha. Sau đó thì các bạn sẽ tạo cái tài khoản, đăng ký cái tài khoản trên cái phần mềm Sabo này nha. Thì ở đây mình lưu ý các bạn như thế này ha. Cái máy in nhiệt BT210 này chỉ kết nối được với cái phần mềm Sabo bằng cái điện thoại Android thôi nha các bạn. Còn cái điện thoại iOS đó thì nó không có kết nối được bằng Bluetooth nha. Nhưng mà cái iOS đó thì kết nối phần mềm Sabo này với cái máy in là máy in IP, máy in Wi-Fi. Thì cái máy in đó mình sẽ để ở bên trên này cho các bạn xem nha. Nếu bạn nào muốn mua cái máy in để kết nối cái phần mềm Sabo này thì các bạn mua những cái máy IP nha. Máy in mạng đó các bạn. Rồi, thì sau khi mà các bạn cài vào đăng ký xong cái tài khoản á, thì nó sẽ được cái giao diện như thế này ha. Rồi, bây giờ các bạn vào chữ thêm nè. Cấu hình nè. Trước tiên á các bạn cần phải vào cái Bluetooth nè, các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Và ghép đôi với cái máy in. Tại vì đây là cái điện thoại Android nha. Kết nối nè. Rồi bật Bluetooth lên nè. Mình vào Bluetooth nè. Rồi các bạn MTB2 nè các bạn, hôm nãy mình nói đó, cái tên Bluetooth á. Rồi mình click vào. Sau đó mình nhập 4 số 0 vào cái bát Wi-Fi, ở cái bát Bluetooth nha. Các bạn một chờ một xíu nó sẽ nhảy lên này nè. Đó, nó nhảy lên là xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn vào lại cái phần mềm Sabo nè. Rồi mình vào thiết lập máy in nè. Thiết lập in hóa đơn. Rồi máy in Bluetooth nè các bạn. Các bạn thấy máy in Bluetooth không? Rồi các bạn xóa, để mình xóa cái này nè, bữa mình có kết nối. Rồi mình bấm dò nè các bạn. Rồi cho nó chạy cái định vị luôn. Rồi thấy không, các bạn thấy nó có thấy tên nãy nè. Rồi các bạn click vào ha. Các bạn chờ xíu nó kết nối nè, nó báo kết nối thành công nè. Đó, kết nối thành công. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình in thử cái đơn cho các bạn xem nha. Xem thử coi nó in nhanh, cái form nó đẹp hay không nha. Rồi mình sẽ lấy cái đơn hàng cũ để mình in cho các bạn xem nha.
Đây các bạn ha, in khá là nhanh luôn nha. Và cái form nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây. Đó, cái form cũng khá là đẹp nha. Có địa chỉ đồ, tên shop rồi đầy đủ nha. Để mình in thử một tờ nữa cho các bạn xem nè. Đó các bạn thấy không? In khá là nhanh nha. Rồi các bạn lưu ý chỗ này nha. Thì ở đây nè các bạn thấy không? Cái chữ khách nè. Nếu mà các bạn xé thì nó sẽ có thể nó sẽ bị mất một khúc á, mất một xíu á. Có những trường hợp là nó sẽ bị nằm ở dưới luôn á. Đó thì bây giờ các bạn sẽ bấm cái nút này nè. Nó sẽ nhả giấy ra một chút xíu nè. Đó, nó còn thấy cái đường gạch ở dưới nữa nè các bạn thấy không? Cái đường gạch này nãy nó nằm ở dưới nè, nếu bạn xé thì nó sẽ mất cái đường gạch này nè. Đó, bây giờ các bạn bấm cái nút này á, là nó sẽ ra một xíu giấy nữa nè, để các bạn xé nó sẽ không bị mất chữ nha. Rồi các bạn lưu ý chỗ này giúp mình nha. Thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để các bạn mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay á, thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.